Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Nay hàng eBay về được những cái sản phẩm như trên, đó là hai cặp loa JBL và một con sub Velody Bass 40 và một con crown hết số của dòng Macrotech 5002VZ. Và đây là cặp 4312MK2 nguyên thùng xốp nha các bác, nguyên thùng nha, có thùng để các bác sưu tầm. Thùng trùng series với lo luôn nha. Giá là 28 triệu 500 nha các bác, 28 triệu 500 bác nào sưu tầm alo. Đẹp gọi là siêu lướt luôn nha. Còn thùng xốp rồi các bác. Series thùng và series lo là trùng nhau. Và đây là con sub Velody nha, HGS15, dòng nổi tiếng của Velody. Nhắc về hãng Velody thì các biết rồi, nó là dòng sub nghe nhạc cao cấp luôn nha. Nó đánh nghe nhạc tuyệt vời lắm, vừa cái tích hợp hát karaoke. Bass 40 nha bác, mới thiếu thùng xốp nha. Con này hàng mạng về. Đấy, còn cả catalog luôn nha. Velody HGS15. Đấy, con này giá 19 triệu 500 nha các bác. 19 triệu 500 bát 40 nha. Bát 40. Thiếu mùi xốp rồi nha, hàng sưu tầm. Đấy. Velody 15. Con này giá 19 triệu rưỡi nha các bác. Chiến khoản đủ em vẫn bớt tiền cho các bác nha. Đẹp thiếu thùng xốp nha các bác. Này phía sau này. Tất cả rách chưa mở luôn nha các bác, có nghĩa là chưa tuột còn nguyên luôn này. Vẫn éo luôn. Như đập thông. Như đập thùng luôn. Quả là con này con crown Macrotech 5002VZ hết số, một em duy nhất thôi nha. Giá là 34 triệu 500. 34 triệu 500. Mới kèn là phiên bản cao cấp nhất luôn. Trạm loa xoắn bắp chuối luôn nha. Em tem nhôm nha các bác, 502VZ. Đấy, dàn nguồn ghê chưa. Còn này giá 34 năm. Và đây là cặp loa L65A này các bác. Nguồn hàng đó bay về luôn nha. Họ cái thùng họ đóng từ Mỹ về này các bác. Không đóng từ Mỹ về. Còn cặp mà đẹp lắm nha các bác. Order, vân vân. Cặp mà đóng từ Mỹ về. Sáng nay toàn hàng đó bay về. Cặp L65A được này về rất là tốt các bác. Và rất đẹp này. Giá 55 triệu 500 nha. 55 triệu 500. L65A. Còn Crown 502VZ là 34 năm. Còn con Sub Velody con này sưu tầm này. Con này hay lắm các bác. Hay cực kỳ nha. Những con Paragim không có tuổi với em này đâu nha. Tại vì Velody là một thương hiệu sub rất là nổi tiếng về chất âm. Nó sản xuất những cái dòng sub đa số sub là cao cấp và phục vụ với những phòng nghe nhạc high end luôn. Bởi vì là những dòng sub này nó chất nghe nhạc hay và tiếng sub chắc khỏe, tiếng gọn gàng và các bác phục vụ karaoke thoải mái luôn nha. Một con sub hay và công suất lớn bass 40. Các bác nghe nhạc hay và phục vụ hát karaoke gia đình ở những cái phòng 40-45 m². Đối với con này thì vô tư nha. 19 triệu năm và cặp loa JBL 4312MK2 thùng xốp trùng seri luôn nha. Giá 28 năm. Đấy, còn L65 thì quá đẹp rồi. Giá rất là tốt, 55 triệu 500.